Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể hội thi, sự nghiệp trong người đã nâng bước tôi trưởng thành 22 năm qua. Dù đã công tác một số trường tiểu học trong huyện và được phân công làm công tác chủ nhiệm lớp nhiều năm, có biết bao kỷ niệm vui buồn với học trò, nhưng có một kỷ niệm chắc chắn sẽ theo tôi suốt quãng đời dạy học của mình. Câu chuyện của tôi kể về một em học sinh lớp 5A, trường tiểu học Hải An, Hải Lăng. Câu chuyện có nhan đề Hoàn cảnh đáng thương. Lớp 5A do tôi chủ nhiệm năm đó có 26 em, trong đó có em Phan Thanh Hùng. Qua giảng dạy, tôi thấy Hùng có học lực khá, thân hình cao to, da ngăm đen, em trầm, ít nói, không hòa đồng với các bạn. Sáng hôm ấy, trời se lạnh, tôi đến lớp đầu giờ để truy bài. Như mọi ngày, tôi bước vào lớp với tâm trạng phấn khởi. Cả lớp đứng dậy chào tôi bằng ánh mắt trìu mến. Tôi nhìn nhân lớp một lượt, bất chợt ánh mắt của tôi dừng lại ở em Hùng ngồi cuối lớp. Dường như em không để ý đến sự có mặt của tôi trên lớp, ánh mắt của em đang hướng ra ngoài cửa sổ. Em vẫn ngồi im không đứng dậy chào tôi. Tôi cho cả lớp ngồi xuống, rồi theo phản xạ, tôi cau mày tiến xuống gần em hơn. Tôi nghiêm giọng nói, tại sao cô vào lớp em không đứng dậy chào? Em không đáp, chỉ cúi đầu. Hành động đó của em khiến tôi bắt đầu thấy khó chịu. Tôi hỏi lại, cô hỏi em có nghe thấy không? Em vẫn không dám ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ khẽ lý nhí trong miệng, khó à? Thế tại sao em không trả lời cô? Tôi bắt đầu gắt to. Em lại tiếp tục im lặng. Thái độ này của em khiến tôi vô cùng tức giận. Tôi thấy mình bị xúc phạm và thấy bệ mặt được đám học trò nhỏ. Bỗng tôi thấy Hùng cúi mặt xuống, nước mắt lăn dài. Lúc đó cảm giác nóng dần trong tôi đã thay thế bằng một cảm giác khó tả. Tôi nhẹ nhàng vỗ vào vai em và nói, Hùng, em có chuyện gì vậy? Hùng đưa tay lên quệt nước mắt. Tôi chợt nhìn thấy những vết thâm bầm tím trên cánh tay gầy nhẵn của em. Tôi nắm tay em xót xa. Tay em bị sao vậy? Ai đánh em phải không? Hùng lý nhí nói trong nước mắt. Dạ, thưa cô, tối qua bố em say rượu đánh em nên em phải trốn nhờ nhà hàng xóm cô à. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại. Tôi nghĩ bằng cái tuổi nhỏ thế này, đáng lẽ ra em phải được yêu thương, đùm bọc của cha mẹ. Vậy mà em lại bị tổn thương, bị bạo lực từ người thân trong gia đình. Thương em quá. Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho em và rạng rãi. Em à, trong cuộc sống, bố mẹ em phải làm lụng vất vả. Có khi cuộc sống gặp phải những hoàn cảnh éo le, nên trong gia đình xảy ra cãi vã, xô xát, đánh đập là điều khó tránh khỏi. Cho nên em phải thông cảm cho bố mẹ em nhé. Quan trọng nhất, bây giờ em phải cố gắng ngoan ngoãn, học thật giỏi để bố mẹ vui lòng, bớt lo lắng, vơi đi gánh nặng. Chỉ có học giỏi, sau này em mới giúp đỡ được gia đình. Nghe tôi nói vậy, Hùng bắt đầu lấy lại bình tĩnh để học bài. Lúc đó, tôi mới yên tâm để tiếp tục tiết dạy. Kết thúc buổi học hôm đó, tôi quyết định đến thăm gia đình Hùng ở thôn Tây Tân Nam. Khi đến nơi, tôi thấy một ngôi nhà mái lá nhỏ gần như siêu vẹo. Trong nhà chỉ có một bà cụ khoảng 70 tuổi và một người đàn ông gầy gò. Hùng giới thiệu với tôi, đó là bà nội và bố em cô à. Ngồi đến gần bà cụ, tôi thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên hai gò má nhăn nheo. Bà kể, cô à, hoàn cảnh của cháu đáng thương lắm. Mẹ bỏ đi từ khi em mới 8 tuổi. Từ đó, bố cháu chán nản, suy sụp, ngày nào cũng chìm đắm trong cơn say rượu triền miên, dần dần ảnh hưởng đến thần kinh. Những lúc uống rượu về, bố cháu không làm chủ được bản thân, đã đổ hết sách vở, quần áo, đánh đuổi cháu. Những lúc như vậy, tôi phải gửi cháu qua nhà hàng xóm cô à. Nghe bà kể vậy, tôi cũng không cầm được nước mắt. Lúc quay sang bố Hùng, tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi nói, tôi là giáo viên chủ nhiệm của cháu. Ở lớp, cháu là học sinh ngoan, học khá, có tố chất, nhưng nhút nhát. Mấy hôm nay, tôi thấy cháu có vẻ buồn, sao nhãng việc học, nên tôi đến thăm để báo cáo tình hình học tập của cháu cho gia đình biết. Mong gia đình phối hợp với nhà trường động viên, nhắc nhở, tạo điều kiện tốt nhất cho cháu học tập. Còn ở lớp, tôi sẽ cố gắng quan tâm, động viên đến cháu nhiều hơn. Bố Hùng cũng bộc bạch với tôi về hoàn cảnh gia đình không mấy thuận lợi, nên đôi khi cũng chán nản, dẫn đến cáu bẩn với cháu.
nhưng anh hứa với tôi sẽ quan tâm, nhắc nhở, động viên cháu nhiều hơn trong học tập. Tôi cảm ơn gia đình rồi ra về. Trên đường về, tôi nghĩ rất nhiều. Là giáo viên chủ nhiệm lớp mà không nắm rõ hoàn cảnh của học sinh, tôi thấy ân hận. Giá như tôi đến thăm gia đình em sớm hơn, giá như tôi hiểu hoàn cảnh của em sớm hơn, thì đâu có hàng loạt câu hỏi tại sao dành cho em trong buổi học hôm đó. Sau lần đến thăm nhà, tôi biết hoàn cảnh của em, tôi càng thấy mình phải có trách nhiệm với em nhiều hơn. Tôi đã dành thời gian trò chuyện, động viên em trong học tập. Tôi đã báo cáo hoàn cảnh của em với ban giám hiệu nhà trường, các đoàn thể và động viên các em trong lớp thông cảm, chia sẻ với Hùng. Nhờ thế, từ một cậu bé trầm tính, ít nói, Hùng đã có phần sôi nổi hơn, tự tin hơn, thành tích học tập của em ngày càng tiến bộ. Cuối năm, em đạt danh hiệu học sinh giỏi, gia đình em rất phấn khởi. Đặc biệt, bố em rất tự hào về con trai của mình, và cũng từ đó, bố em không còn đánh đuổi em nữa, mà đã quan tâm đến em hơn. Tôi thầm chúc cho Hùng, cậu học trò nhỏ sẽ vững vàng tiếp bước dù trong mắt em có vô vàn khó khăn. Thời gian tôi qua mau, vào dịp 20 tháng 11 năm ngoái, có một người đàn ông trẻ, dáng vẻ oai phong, bề vệ, cầm trong tay bó hoa đến tìm gặp tôi. Tôi không nhận ra đó là ai, dù ánh mắt rất quen, người đàn ông nói, thưa cô, em là Hùng, học trò của cô ngày xưa đấy à. Tôi vô cùng bất ngờ, vì sau bao nhiêu năm, Hùng vẫn không quên tôi và đến thăm cô giáo chủ nhiệm cũ. Hùng kể, em rất vui khi nghe tin cô quay trở lại công tác ở trường. Em chỉ muốn nhanh chóng được đến gặp cô. Và bây giờ, em đã trở thành một kỹ sư xây dựng thành đạt. Em vẫn luôn nhớ ơn cô ngày xưa đã đến thăm gia đình em. Nếu như ngày hôm đó không có cô đến thăm và động viên gia đình em, thì chắc em đã không có như ngày hôm nay. Từ sau ngày hôm đó, em tự hứa với mình sẽ quyết tâm học thật giỏi, để khi thành đạt, em sẽ về thăm cô. Nghe Hùng nói vậy, tôi thấy lòng mình trào dâng một niềm vui không tả. Cũng chính em đã thiệp thêm sức mình cho tôi để tôi tiếp tục làm tốt công tác chủ nhiệm lớp sau này. Vâng, câu chuyện của tôi kể về hoàn cảnh của em Hùng thấm thoát đã 22 năm trôi qua, nhưng đó là bài học, là kinh nghiệm để tôi nhận ra rằng khi một số học sinh lười biếng, ngỗ ngược là do nhiều hoàn cảnh khách quan tác động. Không phải em nào cũng có hoàn cảnh đầm ấm, luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt cho các em học tập. Còn có những gia đình có hoàn cảnh éo le, bất hạnh. Chính vì vậy, mỗi một giáo viên chủ nhiệm ngay sau khi nhận lớp, chúng ta hãy nắm rõ hoàn cảnh cụ thể của từng em để hiểu các em nhiều hơn, kịp thời động viên, nhắc nhở, giáo dục các em khi có những thay đổi bất thường. Khi các em phạm lỗi, hơn ai hết, giáo viên chủ nhiệm phải là người cần lắng nghe các em chia sẻ và giải quyết một cách thấu đáo. Hãy để cho các em có niềm tin và đặt niềm tin vào chính giáo viên chủ nhiệm của mình. Chúng ta hãy gần gũi, quan tâm đến hoàn cảnh của các em nhiều hơn. Hãy dành cho các em tình yêu thương chân thành nhất, để tuổi thơ các em có thêm những tiếng cười, những niềm vui, những niềm hạnh phúc dù rất nhỏ. Câu chuyện của tôi đến đây xin phép được khép lại.